chị miền Nam và miền Bắc khi thấy em bị đánh. Miền Nam: chị ơi, thằng kia đánh em. Thôi em ạ, ở hiền thì gặp lành, còn ở ác thì gặp ác giả ác báo. Kệ người ta đi em. Nhưng mà em đau lắm. Thôi em miễn đi, chị mua cho em đôi dép chữ D cao 4cm để mất em chân của nhà chị bán dép có 85.000 à. Em mang thử xem vừa không? Em cảm ơn chị ạ, đẹp quá à. Miền Bắc: chị ơi, thằng kia đánh em. Thế mày không biết đánh lại nó à? Ngu dốt. Nó to lắm chị ạ, chị thanh toán cho em với nhá. Đéo, cút. Thôi mà chị, em có mua cho chị đôi dép chữ D cao 4cm của nhà chị bán dép mà chị thích đây này.